Xin chào các bạn. Video này mình sẽ nói về những điểm nổi bật của dòng máy tính thế hệ mới Casio FX580BNX Class-Q, dòng máy tính dành riêng cho chương trình học của Việt Nam. Những cái nâng cấp cần phải kể tới đó là: thứ nhất, nâng cấp về giao diện; thứ hai, nâng cấp về tốc độ; và thứ ba, nâng cấp về tính năng. Vậy thì giao diện của máy tính 580BNX có những khác biệt gì? Thì đầu tiên cần phải kể tới đó là phím X tách rời để dễ dàng nhập liệu hơn. Mình sẽ nhập vào một biểu thức để quan sát xem cái việc nhập liệu có được giảm đi đáng kể nhé. Đối với máy 580BNX, mình sẽ phải bấm trong 11 lần. Còn với máy 570BN Plus, mình sẽ bấm biểu thức này trong 17 lần. Kế đến là một phím rất là quan trọng, đó là phím Option. Phím này để gọi ra những cái tính năng trong một phương thức. Nó nằm ở phía bên tay trái của máy tính. Lấy ví dụ như là đối với máy 570BN Plus, thì cái việc truy cập vào các cái tính năng trong một phương thức phải thông qua hai bước. Bước thứ nhất là bấm phím Shift, và bước thứ hai là một cái phím số đại diện cho cái phương thức đó, như là Shift 1 sẽ cho thống kê, Shift 2 sẽ cho số phức. Thì đối với máy 580BNX thì việc nhập liệu đã giảm đi rất là đáng kể khi mà tất cả đều được gói gọn trong cái phím Option mà thôi. Tiếp theo là giao diện liệt kê các cái danh sách phương thức tính toán được hiển thị ở dạng icon, trực quan hơn, dễ hiểu hơn, rất là thuận lợi trong cái công tác giảng dạy của các thầy cô cũng như là cái việc học tập của các bạn học sinh. Và hiển thị danh sách biến nhớ là một thay đổi tiếp theo của máy tính 580BNX. Với việc là bấm Shift Store thì trên màn hình sẽ hiển thị hết tất cả các cái dữ liệu trong 10 ô nhớ. Một cái thay đổi đáng kể nữa đó là độ phân giải 192 nhân với 63 điểm làm cho các cái biểu thức hiển thị rõ ràng hơn. Lấy ví dụ như tính tích phân từ pi trên 4 tới pi trên 3 của hàm sin x dx. Thì ở đây cái cận dưới là pi trên 4, đối với máy 580BNX thì nó sẽ hiển thị hết. Còn với máy 570BN Plus thì phải cuộn con trỏ xuống phía dưới mới có thể quan sát được. Và đặc biệt hơn nữa, khi đã kể tới cái chiếc máy tính này là dành riêng cho chương trình học của Việt Nam, thì qua tới thế hệ mới là 580BNX, người dùng có thể cài đặt tiếng Việt cho máy. Đây quan sát như là phương trình, hạ phương trình này, bất phương trình, kiểm tra đúng sai, tỷ lệ thuyết, số phức, vân vân. Đi kèm với độ phân giải cao, đó là người dùng có thể nhập nhiều cái dòng tính toán liên tiếp nhau. Lấy ví dụ như việc nhập liệu trên màn hình, tính tổng từ 1 tới 12 mình sẽ cần 2 dòng tính và dòng kết quả là 3 dòng. Vậy thì quan sát được là mình có thể là thực hiện 4 dòng tính trên cùng một màn hình. Có rất là nhiều cái sự thay đổi trực quan về giao diện, thì phần thứ hai này mình sẽ nói về tốc độ vượt trội của máy tính Casio FX580BNX Class-Q. Bài toán thứ nhất là tính tổng của 1 phần x với x chạy từ 1 cho tới 1000, thì máy tính 580BNX sẽ tính tổng trong 12 giây. Còn máy tính 570BN Plus sẽ tính cái tổng này trong 57 giây. Sau đó mình sẽ thử cái phím Solve, nghĩa là dò nghiệm của một phương trình lượng giác với phương trình nhập vào và Solve for x cho 74 độ. Thì mình thu được là với máy tính 580BNX thì nó sẽ giải trong 16 giây. Còn mình sẽ chờ xem nhé. Đối với máy tính 570BN Plus, nó sẽ dò nghiệm trong 1 phút 20 giây. Vậy là tốc độ của máy tính mới rất là vượt trội so với máy tính cũ. Sau đây sẽ là phần quan trọng cuối cùng, đó là các cái tính năng nổi trội. Liệt kê các cái icon trên màn hình là việc làm đầu tiên. Số 1 sẽ là tính toán cơ bản, số 2 là tính toán số phức,
Số 3 là tính toán hệ đếm. Số 4 là tính toán ma trận. Số 5 là vector. Số 6 là tính toán thống kê, tương ứng cho số 7 là tính toán phân phối. Số 8 là bảng tính giá trị. Số 9 là phương trình và hệ phương trình. A là giải bất phương trình. B là verify, là tính năng kiểm tra đúng sai của một biểu thức. Đây là một cái icon mới mà không có trên máy tính 570 VN Plus. C là ratio, tính toán tỷ lệ thức. Các cái tính năng trong bộ 521 tính năng trên máy tính mới này thì mình sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là tương ứng cho chương trình trung học cơ sở. Phải kể tới đó là kiểm tra số nguyên tố có 4 chữ số hoặc là lên tới 6 chữ số. Báo vô nghiệm trong giải phương trình bậc 2, lưu thương và dư trong phép chia, tính năng kiểm tra đúng sai của một biểu thức. Còn đối với cấp trung học phổ thông thì sẽ bao gồm là góc giữa hai vectơ, giải bất phương trình, giải phương trình bậc 4, hệ phương trình 4 ẩn, 45 dòng giá trị cho bảng tính thay bổ, cực trị của hàm số bậc 3. Vậy thì trung học phổ thông còn nữa không? À, sẽ liệt kê thêm một vài tính năng nữa, đó là chỉnh sửa trực tiếp giá trị x trong bảng tính thay bổ này, hoặc là tích hợp phím tích phân, phím đạo hàm trong bảng tính thay bổ. Bốn biến nhớ vectơ, phần thực và phần ảo của số phức và 47 hàng số khoa học. Trên đây là những đặc điểm của máy tính 580 VNX Class Q. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.